Top đã gạch tên khỏi Big Bang, chính thức rời nhóm sau 17 năm ra mắt. Ngày 29 tháng 5, Top đã đăng một đoạn video ngắn và một bức ảnh lên Instagram của mình, mang đến thông tin cập nhật và mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ. Trong video, Top chơi nhạc trong nhà và đăng một tin nhắn ngắn trong ảnh. Vẫn đang làm album của tôi, nhiều người hâm mộ rất phấn khích khi biết Top đang chuẩn bị trở lại làm nhạc sau khi rời YG Entertainment. Tuy nhiên, sau khi rời YG Entertainment có một điều mà người hâm mộ không rõ, liệu anh ấy chỉ rời công ty hay anh ấy cũng rời Big Bang. Vì vậy, một người hâm mộ đã quyết định tự mình hỏi nghệ sĩ. Cô ấy hỏi rằng, bạn có rời khỏi Big Bang không? Top trả lời rằng, tôi đã rút lui, tôi đã nói với các bạn rằng tôi sẽ rời đi và giờ tôi đang đối mặt với một chương trình mới trong cuộc đời mình kể từ năm ngoái. Sau đó tiếp tục làm rõ rằng sự trở lại của anh ấy sẽ là một nghệ sĩ solo và đăng trên câu chuyện Instagram rằng anh ấy đã rời nhóm. Có vẻ như một số ít người hâm mộ đã rất ngạc nhiên vì không có nhiều bài báo công khai rằng Top đã rời Big Bang. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.